Thanh niên năm nay đang ngon nhất 30 xu. Sáng muôn em đi xuôi thôi ba mình chờ. Xin kính chào toàn thể anh em đam mê âm thanh nhé. Trong video ngày hôm nay mình sẽ thực tế cho anh em, toàn thể anh em đam mê âm thanh một cái mẫu vang nữa ở trên thị trường. Một cái mẫu vang cơ, đó là vang GD Gutin. Đây là toàn bộ cái phần bao bì hộp bên ngoài của cái con vang GD Gutin. Cũng như mọi video thì mình trong video này mình cũng sẽ thứ nhất là làm chi tiết cho anh em về cái hình thức bên ngoài cũng như là nội thất bên trong của con vang GD Gutin. Sau đó là mình sẽ ghép dàn, mình sẽ test thử chất âm cũng như là các tính năng mà trên cái con GD Gutin này đã mặc định sẵn. Đấy. Cũng như là cách sử dụng cái con GD Gutin này cho anh em. Ok, thì bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đi mở hộp con GD Gutin này nhé. Thì mình cũng nói qua là đối với một vài anh em thì cũng đã sử dụng qua cái con vang GD Gutin này rồi, đã được tiếp xúc rồi, và cũng có những anh em chưa được tiếp xúc với cái dòng vang GD Gutin này. Mình cũng nói qua luôn thì nó là một cái dòng vang cơ cho anh em, vang cơ và vang cơ cao cấp, có tích hợp các tính năng như là effect rồi chống hú. Effect thì nó sẽ gồm echo cộng rò vật. Đấy, cũng rất là chuyên nghiệp cho anh em. Thì bên trong của cái con GD Gutin này nó sẽ có những cái tờ hướng dẫn sử dụng cũng như là tờ phiếu bảo hành cho anh em đây, và cái quyển hướng dẫn sử dụng đây, anh em về thì chịu khó có thể ngồi dịch ra để tìm hiểu thêm về cái sách hướng dẫn sử dụng này. Mình bỏ qua một bên và đến cái phần máy của con vang. Ở trong cái hộp này thì con vang này được bỏ trong một cái hai cái đầu chống sốc này, hai đầu chống sốc khá là dày, một cọng dây nguồn này, và đây là cái máy GD Gutin. Đó, đây là toàn bộ hình hài mặt trước cũng như là phần mặt sau của con GD Gutin, anh em có thể thấy này, họ làm khá là cẩn thận. Cái hàng mới thì bao giờ những cái lỗ rắc AV này người ta cũng được bảo vệ bởi những cái núm, những cái chụp núm như thế này để tránh bụi bẩn hoặc là vật thể lạ để lọt vào trong cái rắc AV này. Đấy, máy mới nguyên đai nguyên kiện nha anh em nhé. Thì đây là cái mã GD Gutin KM5FX. Mình sẽ giới thiệu qua cho anh em về cái phần mặt trước của con GD Gutin này. Phần mặt trước của con GD Gutin này thì nó sẽ có bao gồm các một cái phần đồng hồ hiển thị. Đây là phần đồng hồ hiển thị số kênh, à số chương trình. Đấy, ở đây nó có ghi tượng trưng các chương trình này. Các chương trình này từ 1 đến 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Đó. Thì đây là các chế độ hiệu ứng mà người ta đã thiết lập mặc định sẵn. Ở trên cái con GD Gutin này anh em có thể nhìn thấy cái thông số 48 bit dB, tức là bộ vi xử lý kỹ thuật số này nó là lên đến 48 bit. Đấy là cũng là một cái điều khác biệt làm nên cái con GD Gutin này, và chất lượng nó là nó phụ thuộc ở cái này. Những cái con mà anh em để ý độ phân giải càng cao thì là nó càng là những dòng van chỉ có ở những dòng van đắt tiền thôi. Đấy. Còn lại những cái dòng mà độ phân giải tầm 16 24, thấp như 16 thì là đó là những dòng van rẻ tiền. Còn là tầm 3, 24, 32 thì là trung bình. Còn lại 48 này là những dòng cao cấp thì mới có lên đến 48 bit nha anh em nhé. Và chất âm của nó thì ở cái giải ở cái độ phân giải 48 bit này thì anh em nghe sẽ có một cái cảm giác khác biệt luôn, cực kỳ là nét, cực kỳ là mịn tiếng. Đấy, nghe nó khác biệt luôn nhé. Và nhất là những cái tiếng micro cũng như là tiếng nhạc ở cái những cái giải cao, chẳng hạn giải cao hoặc là giải, nói chung là đều đều các giải thì anh em nghe thấy nó mang một cái độ sắc, độ mịn, sạch sẽ, chứ không có tiếng vỗ vỡ rèn. Đấy, đó là những cái đó là cái thông số 48 bit này, nó sẽ nói lên từ tất cả cho anh em. Ở bên tiếp theo nó là cái phần điều chỉnh delay, revert và revert và repeat. Repeat là repeat và delay này là chỉnh độ trễ, cho độ trễ và độ lặp đi lặp lại cho phần echo và revert này, để điều chỉnh cái âm lượng của cái tiếng revert người ta đã mặc định sẵn ở trong cái con vang GD Gutin này rồi. Tiếp đến là một cái nút to này, nút volume to này để điều chỉnh chung cho cả cái này. Nó là cái nút âm lượng, nó sẽ kích khuếch đại cho cả toàn bộ cái hệ thống khu vực này, tức là effect level. Đấy, bên này thì hai cái vít tinh chỉnh cho mic 1 và mic 2.
Con này thì nó ngoài ra đằng sau này nó cũng có các lỗ mic nữa này, mic 3 và mic 1, mic 2, mic 3 nữa này. Đây này. Đấy, hỗ trợ cả cổng đằng trước và cổng đằng sau anh em ạ. Đằng sau này cũng có 3 lỗ micro nhé. Tiếp đến là cái nút exciter, đây là cái nút exciter này. Nút exciter này nghĩa là gì? Nút exciter này nghĩa là cái nút để làm tăng cái độ nhạy của lời lời nói lên. Đấy. Thì anh em vặn tăng cái nút này lên thì chúng ta sẽ thấy là cái tiếng của chúng ta nó nói sẽ được phát ra rất là rõ ràng, chi tiết. Còn nếu mà chúng ta mà hạ cái nút này xuống thì cái tiếng của chúng ta sẽ trầm lại, nghĩa là nó sẽ phẳng phẳng và nó sẽ không không nổi trội, không rõ ràng. Tiếp đến là cái phần chỉnh âm sắc gồm có bát mi check. Đấy. Bát mi check này thì anh em về anh em mà căn chỉnh cho nó phù hợp, nó hợp lý, không nên để nhiều quá, dư bát cũng không được, dư chung không được, dư tép không được. Và nút này là nút khóa khóa giới hạn, khi anh em tăng đến giới hạn nào thì chẳng hạn như là đây là nút khóa giới hạn cho micro, khi anh em tăng lên một cái ngưỡng nào đó thì micro nó sẽ chỉ đạt lên đỉnh nhất là lên đến mức đấy thôi. Và người ta làm ẩn nó ở bên trong như thế này là để người ta thể hiện là cái nút này là ít ít sử dụng, những cái nút này này chỉnh một lần hoặc là ít khi chỉnh thì người ta mới làm ẩn vào bên trong, tránh sử dụng nhiều này, hoặc là tránh trẻ con hoặc tránh những người không biết vặn vào nó sẽ làm lệch đi. Tiếp đến là phần chỉnh âm sách cho phần nhạc, anh em có thể thấy là nó cũng có bát mi check để chỉnh cho phần phần nhạc và một cái nút khóa giới hạn cũng để điều chỉnh khóa cho cái phần nhạc. Và một cái công tắc để chọn cổng vào AUX1, AUX2, đây là hai cái cổng vào AUX1, AUX2 ở đằng sau này. Anh em có thể thấy chúng ta sẽ cắm đường nhạc vào đây hoặc là đây, chẳng hạn như máy tính chúng ta cắm vào đây, tivi chúng ta cắm vào đây và chúng ta sẽ chọn ở phần đằng trước của nó. Rồi ok. Ở bên hông của cái con GDGUTI này chúng ta sẽ thấy có một cái nút Audio Pad. Thì đây nó là cái nút gì? Đây nó là cái nút để ưu tiên micro. Khi mà nó phát hiện ra tiếng micro thì cái tự động nó sẽ cắt cái tín hiệu đi ra cái cổng loa siêu trầm ở đây. Đấy. Thì tự động cái cổng loa siêu trầm ở đây nó sẽ mất đi nhé anh em nhé. Thì cái này thì anh em sẽ để cho nó hợp lý. Đấy. Anh em muốn phát biểu thì anh em nên để sang cái chế độ auto. Thì khi mà phát biểu thì cái tiếng lời nói của chúng ta nó sẽ rõ ràng hơn. Đấy. Thì nó sẽ không bị bởi cái tiếng loa gửi xuống, bởi cái âm thanh gửi vào cái loa siêu trầm nữa. Phần mặt sau của con vang GDGUTI đây anh em nhé. Toàn bộ phần mặt sau anh em nhìn lại một lần nữa và mình sẽ giải thích luôn cho anh em về các nút, các tính năng cũng như là các rắc cắm ở trong đây. Thì đây là có hai cái hỗ trợ cổng đầu vào AUX1 và AUX2, hai cái đầu vào in input. Đấy, anh em có thể chọn ở phần đằng trước. Tiếp đến là cái phần khu vực này là khu vực để lấy tín hiệu cho loa siêu trầm. Thì ở trong cái lấy tín hiệu cho loa siêu trầm này anh em sẽ thấy nó có hai cái vít tinh chỉnh, một cái là vít FreeEQ, đây là cái nút để chỉnh tần số cắt giảm cho loa siêu trầm. Khi mà chúng ta để ý nhìn thấy là nó có 30 Hz và 250 Hz. Đấy, khi chúng ta hạ về 30 Hz thì loa trầm nó sẽ đánh ở những cái dải thấp đến 30 Hz. Đấy, thì tiếng trầm chúng ta sẽ có cảm giác là nó sâu hơn, nó trầm hơn, nó sâu hơn. Và khi chúng ta tăng lên 250 Hz thì chúng ta sẽ thấy là cái tiếng trầm nó sẽ đánh căng căng dần lên và đến mức mà có thể thấy là tiếng trầm nông hơn. Và nếu mà chúng ta tăng lên tầm 250 Hz này thì chúng ta có thể nghe thấy những cái tiếng của âm thanh của lời người nói nó lọt vào cái loa siêu trầm của chúng ta. Do đó là cái phần này thì chúng ta nên căn chỉnh là sao cho nó vừa phải hợp lý nhé. Tiếp đến là bên cạnh đó là cái vít chỉnh volume. Đấy, vít chỉnh volume cho loa siêu trầm. Và cái đường xuất âm thanh cho loa siêu trầm này nó sẽ sử dụng cái kiểu là jack 6 ly. Anh em để ý nhé, nó sẽ sử dụng là jack 6 ly. Do đó là nhà anh em mà sử dụng loa siêu trầm thì anh em để ý nên mua thêm một cái jack chuyển đổi 6 ly sang 3,5 để anh em về sử dụng, hoặc là 6 ly sang Canon để anh em về sử dụng xuống dưới đẩy, gửi xuống đẩy để đánh trầm hơi. Tiếp đến là cái phần khu vực để điều chỉnh cho cổng surround. Cho cổng surround thì nó sẽ xuất âm thanh theo kiểu tương đương với cổng SLSR, nó cũng xuất hai kênh. Hai kênh L và R, có SL và SR. Nó tương đương với cổng LR, mình xin lỗi nhé, tương đương với hai cổng LR này. Thì nó cũng sẽ xuất xuống theo kiểu SLSR.
thì ở trên cái cổng SLR này, tức là cổng âm thanh viền, nó sẽ có chúng ta sẽ có thể điều chỉnh được cái âm lượng gửi tới nó. Đây là chính là cái vít để điều chỉnh âm lượng gửi tới cổng SLR và cái âm lượng của micro gửi tới cổng SLR. Một cái là âm lượng nhạc và một cái âm lượng micro. Đấy, anh em có thể cân đối cái cổng loa viền này. Tiếp đến là hai cái cổng âm thanh xuất ra âm thanh chính, đó là cổng LR. Thì ở đây nó sẽ có một cái phím kìm âm lượng. Kìm âm lượng đầu ra cho cái cổng LR này. Đây chúng ta nhìn thấy cái vít này. Đấy, chúng ta có thể tăng hoặc giảm nếu mà cái ngưỡng đầu ra mà gửi xuống dưới đẩy hoặc xuống dưới âm ly của chúng ta mà nó bé. Đấy, thấy con đẩy nó lì hoặc là thấy cái âm ly nó lì thì chúng ta có thể tăng cái vít này lên để nó tăng cái tín hiệu âm thanh gửi vào đẩy, tăng cái độ nhạy nó lên. Và một cái tiếp theo đến một cái nút ở bên trong, nó đặt ở bên sâu bên trong này, chúng ta sẽ phải sử dụng một cái tô vít như thế này để chúng ta chọc vào đó. Thì khi chúng ta ấn vào thì nó ở chế độ on. Đấy, và chúng ta mở ra nó là chế độ off. Đây chính là cái công tắc để bật tắt chế độ feedback. Đấy, chế độ chống hú cho cái con vang này nhé anh em nhé. Khu vực này là khu vực sử dụng để điều chỉnh cho micro này. Đó. Và cái này là cái nút chống hú cho micro. Tiếp đến là ba cái lỗ micro để chúng ta có thể cắm ở đằng sau con vang này. Tiếp đến đó là cái phần lấy tín hiệu cho cổng loa trung tâm, cổng loa center. Thì ở trong cái phần lấy tín hiệu cho cổng loa center này, chúng ta có thể thấy là nó sẽ có ba cái phím có ba cái phím điều chỉnh. Gồm có một cái phím volume cho cổng center, và hai cái nút chỉnh âm sắc bass và tép cho cái cổng loa center, là tức là loa loa trung tâm đấy. Cái này thì chúng ta sẽ cân đối cho nó hợp lý giữa cái cổng loa center này và các cổng SLSR và cổng LR nhé. Cổng này thì chúng ta có thể tăng tăng hoặc giảm để trợ lời cho chúng ta. Và một cái lỗ này thì để cắm phích nguồn. Rồi ok, đó là toàn bộ về cái con vang GD-Gutin. Bây giờ mình sẽ mở cái nắp ra để cho anh em có thể xem được cái phần bên trong ruột của con GD-Gutin nhé. Một cái dòng vang cơ được rất là nhiều anh em đánh giá cao về chất lượng. Đây là toàn bộ cái phần mên vỉ mạch bên trong, thì cái mạch bên trong của cái con vang GD-Gutin cho anh em có thể xem cái phần thiết kế mạch của nó đây. Một con vang cơ nhưng mà được thiết kế mạch khá là phức tạp. Đây, ở đây thì cái dòng GD-Gutin này, anh em có thể nhìn thấy đây là cái dòng chip sử dụng cho con GD-Gutin này. Nó là sử dụng cái dòng chip to nhé mọi người nhé. Thì ở trên thị trường cũng có những cái dòng GD-Gutin nhưng mà nó sử dụng chip bé, thì đó là những dòng rẻ tiền hơn. Đấy, cũng này là của Trung Quốc sản xuất thôi, mình không có ý là vùi dập hàng của ai cả, nhưng mà mình nói để cho anh em phân biệt, bởi vì giá nó nhập như thế nào thì bên mình cũng có cả dòng chip nhỏ nhé. Đấy, nên là giá nhập như thế nào thì mình báo cho anh em như vậy. Có dòng chip to và dòng chip nhỏ, đây là dòng chip to. Đấy, anh em mà có hàng thì có thể kiểm tra những cái phần này. Dòng chip nhỏ thì nó rẻ hơn. Đấy, toàn bộ phần mên vỉ của nó đây anh em nhé. Anh em có thể nhìn ngắm cho nó kỹ này. Rồi ok. Vậy thì bây giờ mình sẽ lắp ghép cái con GD-Gutin này vào trong cái dàn test, và mình sẽ test thử cho anh em nghe về cái chất lượng âm thanh mà nó đưa ra, cũng như là chất lượng xử lý tiếng nhạc, đường nhạc và đường micro của cái con vang GD-Gutin
KM5FX này nhé. Vâng. Ở đây thì mình đã ghép cái con GDUT này vào trong cái dàn test của nhà mình. Đó là mình đang sử dụng vẫn các cấu hình quen thuộc chẳng hạn như là một cái đôi loa B3 full này, full bass 30 này và một con đẩy một GDUT, thì ở đây mình sẽ sử dụng nó với bộ Microsure UR24D. Đó, để mình sẽ làm cái micro test cho cái con GDUT KM5FX này. Trước tiên thì mình sẽ nói qua cho anh em về cái nút ở đây. Chúng ta có thể chọn các chế độ, chẳng hạn như ở đang ở chế độ 5 là chế độ Echo Revert này, mình có thể bấm lên bấm xuống để mình chọn nó. Chẳng hạn mình về chế độ 4, đó là chế độ Revert, nguyên cái tiếng Revert thôi. Chế độ 3, chế độ 2. Đấy, chế độ 2 là chế độ hiệu ứng phòng. Chế độ 3, 1, 1 là chế độ delay, tức là gì? Tức là chế độ echo, độ trễ đấy. Đấy, 3 thì là echo, 4 revert, 5 là echo và revert, 6 là chế độ phòng nhưng theo kiểu revert shifter. Đấy, có gồm có 8 chế độ hiệu ứng ở đây cho anh em có thể chọn nhé. Rồi ok, bây giờ mình sẽ test thử cái chất tiếng của nó cho mọi người nghe nhé. Mình chuyển về chế độ 5 đi. Để cho giờ vật đi. Đây, mình sẽ mở tai micro lên này. Rồi, đã có tín hiệu. Đây, một kênh micro này đã bật lên. Và mình đang sử dụng đây nhé. Mình test thử cái chất tiếng của nó, mọi người nghe nhé. À, lên. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Để mình gạt về chế độ 4 này và mình sẽ thử cái tiếng giả vờ của con này để mọi người nghe xem con tiếng giả vờ của con này có mượt hay không. Mình thì mình đánh giá là cái tiếng giả vờ của con này khá là ok. Alo, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. Đó, cái tiếng giả vờ của nó đấy. Rồi, mình sẽ chuyển về chế độ 5 echo giả vật. Mình cái này là do sở trường của mỗi người, có người thì hát echo, có người hát giả vật. Mình sẽ test thử luôn một đoạn ca khúc để cho mọi người nghe và đánh giá nó cho nó rõ hơn nhé. Một mai qua cơn mê, xa cuộc đời bành bâng, tôi lại về bên em. Ngày gió mưa không còn nên đường dài thật dài, ta mặc tình dòng chơi. Cùng nhau ta sẽ đi xiết tắm bao nơi xưa, vui một thuở lấy đây. Quán nửa khuya đèn mơ theo hơi khói, chút tâm tư vào đêm vắng canh dài. Quãng đời tôi tàu tê vắng không người, vẫn lặn trôi. Tôi là người thang đi bốn phương, anh là anh thanh niên năm nay đang ngon nghe 30 xuân. Sáng muôn em như xôi thôi ba mình trà đà. Anh muốn on the way để biết hết chuyện trên đời. Đang cay tiếp bình thường cũng phải gần nghìn lại. Anh thanh niên năm nay vẫn chẳng thấy có con gì. Anh nói tay cô yêu nhưng anh không cần người yêu. Ba mai xa xa vẫn vui quá trời ý làm. Anh nói anh còn nhỏ nên đã biết làm gì đâu. Rồi một hôm anh gặp cô. Rồi ok, vậy thì vừa rồi mình đã thực tế cho anh em cả về hình thức bên ngoài, hình thức bên trong cũng như là chất lượng, chất tiếng, chất âm, chất độ xử lý âm thanh của phần nhạc cũng như là phần micro của con vang GDGutin KM5FX này nhé. Rồi còn lại tất cả mọi cái sự lựa chọn là của anh em. Còn đối với nhận định của mình thì những dòng vang cơ là những dòng thích hợp đối với những anh em mà bán chuyên nghiệp, những anh em người dùng nhưng mà không biết chỉnh về van số thì Vanker nó cũng là một cái sự lựa chọn ok cho anh em. Tất nhiên rồi thì Vanker thì nó cũng vẫn có những cái mặt mà còn hạn chế, chẳng hạn như là để về cắt giải, cắt hú rít, cắt những cái giải cần thiết, giải dư thừa của cái dàn âm thanh thì nó sẽ không làm được như là những dòng van số cao cấp. Đấy, nhưng mà chỉnh được nó thì nó lại là một cái điều đơn giản cho anh em. Đấy.
thì anh em thấy như thế nào hợp lý cho mình, phù hợp với mình thì anh em lựa chọn. Rồi, cảm ơn anh em đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại anh em.